web của hệ thống. Thời gian vừa qua thì mình có gặp một số bạn trẻ, các bạn ấy có tâm sự rằng đang rất muốn tìm hiểu lĩnh vực đầu tư chứng khoán nhưng lại không biết bắt đầu tìm hiểu như thế nào. Nhìn bảng giao dịch thì các bạn bảo không hiểu gì cả. Vì thế mình đã quyết định làm video để chia sẻ với các bạn, nhất là các bạn mới tiếp cận và có ý định chọn chứng khoán là kênh đầu tư tạo thêm thu nhập. Phần video này mình sẽ giới thiệu sơ qua ý nghĩa các thông số trên bảng giao dịch điện tử để các bạn hiểu được và dần làm quen với các giao dịch mua bán. Đây là những kiến thức hết sức cơ bản. Mình nghĩ đây là bước đầu tiên mà các bạn nên tiếp cận để từ đó sẽ dần dần nắm bắt được những vấn đề phức tạp hơn. Tất nhiên là sau khi hiểu được, để có thể giao dịch thành công thì các bạn cần có rất nhiều kiến thức và kỹ năng khác. Mình sẽ chia sẻ sau. Hiện nay thì mỗi công ty chứng khoán sẽ có các cái bảng giao dịch khác nhau. Tuy nhiên về cơ bản thì đều giống nhau. Các bạn có thể theo dõi cái nào cũng được. Ở đây mình sẽ giới thiệu bảng giá giao dịch mà mình đang sử dụng. Mình thấy khá là hay và có nhiều tính năng đi kèm cũng như là giao dịch rất là thuận tiện. Đó là bảng giá giao dịch mới của công ty chứng khoán VN-Index. Các bạn có thể truy cập vào hướng dẫn sau. Đây chính là cái bảng giá giao dịch mới của công ty VN-Index. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần phía dưới là phần bảng giá giao dịch, còn những cái phần trên những các chỉ số thì mình sẽ quay lại giới thiệu sau cho các bạn. Để mình tạo bỏ những phần trên cho nó đỡ vướng. Nên các bạn có thể thấy ở trên cái màn hình giao dịch này, mình sẽ lần lượt giới thiệu các bạn các cái cột từ bên trái sang bên phải, các bạn nắm được, nhìn vào các bạn hiểu được. Đầu tiên là cột bên trái cùng của màn hình, các bạn có thể nhìn thấy là cột mã CK, tức là mã chứng khoán. Thì ở đây cái cột này nó sẽ hiển thị những mã chứng khoán các công ty đang giao dịch trên thị trường. Các bạn có thể kéo con chuột lên xuống để theo dõi toàn bộ các cái mã chứng khoán đang giao dịch. Các bạn muốn biết là cái mã nào nó là thuộc công ty chứng khoán nào, của công ty nào đang niêm yết, thì các bạn để trỏ con chuột vào đấy và biết được đấy là mã giao dịch của công ty nào. Đây mình ví dụ các bạn bất kỳ, ví dụ FPT này, các bạn chắc cũng nghe quen, còn trỏ con chuột vào đấy để hiện lên chú thích của công ty cổ phần FPT. Và rất nhiều mã đang giao dịch trên thị trường, bạn có thể kéo xuống dưới nữa. Có hết màn hình. Vinamilk, công ty cổ phần sữa Vinamilk, mã chứng khoán là VNM. Đấy là cột đầu tiên bên trái, cột mã chứng khoán. Để tìm hiểu thông tin về mã chứng khoán của các công ty đang niêm yết thì các bạn có thể vào trang cafef.vn. Các bạn có thể thấy cái ô tìm kiếm, các bạn gõ mã chứng khoán muốn biết, ví dụ Vinamilk VNM, bạn ấn enter,
đấy, hiện ra đầy đủ các thông tin về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. Đây mình giới thiệu sơ qua, các bạn nếu muốn tìm hiểu kỹ các bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu phần sau. Mình tiếp tục giới thiệu các bạn các cái thông số ở trên cái bảng giá giao dịch điện tử này. Sau cái mã cột bên trái cùng mã chứng khoán, tiếp theo là cái cột TC. TC này viết tắt của chữ tham chiếu. Đây là mức giá tham chiếu của từng mã cổ phiếu. Mã tham chiếu này chính là mức giá này chính là cái mức giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước. Ví dụ như ngày hôm nay thì mức giá tham chiếu của các mã cổ phiếu chính là cái giá đóng cửa giao dịch ngày hôm qua. Ví dụ cổ phiếu AAM, công ty cổ phần thủy sản Mekong, thì giá tham chiếu ngày giao dịch hôm nay chính là 11.400 đồng. Đây là cái mức giá đóng cửa ngày hôm qua. Đấy là cột thứ hai, cột giá tham chiếu. Cột thứ ba là cột trần, tức là mức giá trần của các mã cổ phiếu trong ngày giao dịch hôm nay. Mức giá trần có nghĩa là cái mức giá cao nhất mà cổ phiếu có thể đạt được trong ngày hôm nay. Tiếp theo là cột sàn, tức là cái mức giá sàn, là cái mức giá thấp nhất mà các cổ phiếu có thể giao dịch trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cái mức giá trần và mức giá sàn này sẽ được xác định thông qua cái mức giá tham chiếu. Cái việc xác định mức giá trần, mức giá sàn này sẽ dựa vào cái biên độ dao động, tức là cái phần trăm của cái giá giao dịch tham chiếu này cộng vào hoặc trừ đi trong ngày hôm đó. Chẳng hạn như ở trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì cái biên độ này là 7%, tức là nó là phần dao động của giá tham chiếu cộng trừ đi 7%. Từ đó chúng ta sẽ tính ra được mức giá trần, mức giá sàn trong ngày giao dịch đó. Cột thứ năm, tổng khối lượng. Cột tổng khối lượng nó thể hiện cái tổng khối lượng giao dịch của từng cổ phiếu đến thời điểm hiện tại. Ví dụ như cổ phiếu ASP, công ty cổ phần tập đoàn dầu khí Alpha, thì hiện tại là mới có tổng khối lượng giao dịch là 20 cổ phiếu. Các bạn lưu ý là cái cột tổng khối lượng nó thể hiện ở đây nó đã bớt đi một dấu phẩy, tức là đã mình muốn lấy biết tổng khối lượng giao dịch là bao nhiêu thì mình lấy cái số hiện ở đây nhân với 10. Như đây công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre, tổng khối lượng giao dịch thì hiện tại là 85 nhân 10 thì là 850 cổ phiếu. Đấy là năm cái cột đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn vào, chúng ta có thể nắm bắt sơ bộ. Rất dễ hiểu đúng không ạ? Tiếp theo nữa, tôi sẽ giới thiệu các bạn các cái thông số. Đây là cái mục bên mua, mục khớp lệnh, mục bên bán. Mục bên mua có nghĩa là nó sẽ thể hiện mức giá và cũng như khối lượng giao dịch mà phía bên mua đang đặt. Ở đây có 3 mức là mức giá 1, mức giá 2, mức giá 3 kèm với khối lượng tương ứng các mức giá. 3 mức giá này nó sẽ tương ứng với 3 mức giá cao nhất của bên mua, phía bên mua hiện tại đang đặt lệnh. Ví dụ như cổ phiếu BFC, công ty cổ phần phân bón Bình Điền chẳng hạn, thì hiện tại có mức giá lớn nhất ở phía bên mua tương ứng là 31,5,
tức là 31.500 đồng, 31.400 đồng và 31.300 đồng, tương ứng đây là các khối lượng với mức giá kèm theo. Mức giá 1 nó sẽ có khối lượng đặt là 5.100 cổ phiếu, mức giá 31.400 sẽ có khối lượng là 1.100 cổ phiếu, mức giá thứ 3 là 31.300, khối lượng đang đặt trên bảng điện tử là 1.000 cổ phiếu. Đây là các mức giá đang đặt và đang chờ khớp, có nghĩa là các nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu sẽ đặt các lệnh của mình tương ứng các khối lượng của từng mức giá và sẽ đẩy lên, thể hiện trên bảng điện tử này. Đấy là phía bên mua. Còn cái cột chính giữa, cột khớp lệnh, cột này nó sẽ thể hiện 3 phần. Phần nhất là mức giá, thứ hai là cũng là khối lượng, và phần thứ ba ở đây cộng trừ. Các bạn có thể thấy đây, đây là phần chênh lệch mức giá giữa giá hiện tại và giá tham chiếu, tức là giá đóng cửa ngày hôm qua. Tôi có thể ví dụ cho các bạn cổ phiếu có quyết định giao dịch khá lớn một tí, BID là mã cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam. Hiện tại thì giá khớp lệnh của cổ phiếu BID là 18.000 và khối lượng vừa khớp là 100 cổ, là 10 x 10 là 100 cổ phiếu. Đây là phần chênh lệch 0.1, tức là phần chênh lệch của giá đang khớp và giá tham chiếu. Giá tham chiếu của BIDV ngày hôm nay là 17.900 đồng và giá vừa khớp là 18.000, là chênh lệch 0.1 giá. Đấy là ví dụ cổ phiếu đang tăng giá. Còn tôi sẽ ví dụ các bạn cổ phiếu đang giảm giá. Ví dụ BVH là mã cổ phiếu của tập đoàn Bảo Việt. Hiện tại thì mức giá khớp của tập đoàn Bảo Việt là 59.500 đồng. Khối lượng khớp gần nhất vừa được khớp lệnh giao dịch là 1.500 cổ phiếu. Phần chênh lệch là trừ 0.5, tức là phần chênh lệch giữa giá đang giao dịch vừa khớp lệnh xong và mức giá tham chiếu của ngày hôm qua, mức giá đóng cửa ngày hôm qua, tức là mức giá tham chiếu ngày hôm nay là 60.000 đồng. Có nghĩa là mức giá đang giảm so với mức giá tham chiếu là 0.5, tức là 500.000 đồng của cổ phiếu. Cột tiếp theo chính là cột bên bán. Cột bên bán và cột bên mua nó cũng có ý nghĩa gần tương đồng nhau. Mục bên bán có nghĩa là các cái mức giá cùng khối lượng kèm theo mà các nhà đầu tư đang đặt lệnh để bán và được đẩy lên bảng điện tử. Ví dụ cổ phiếu BMC, công ty cổ phần Quảng Thọ Bình Định, hiện tại có 3 mức giá thấp nhất mà các nhà đầu tư đang đặt bán tương ứng với khối lượng với từng mức giá đó. Ví dụ giá thứ nhất là mức giá 16.700 đồng, khối lượng 6.000 cổ phiếu. Mức giá thứ hai là 16.800 đồng với khối lượng 2.000 cổ phiếu. Mức giá thứ ba là 16.900 đồng với khối lượng là 1.770 cổ phiếu. Các bạn nhìn vào đây có thể thấy là ba cột bên mua, khớp lệnh và bên bán sẽ thể hiện được cái mối tương quan cung và cầu trên thị trường hiện tại đối với từng cổ phiếu. Các bạn nhìn vào bên mua, bạn biết được là hiện tại các mức giá mà các bên mua đang đặt để chờ khớp lệnh là như nào. Còn phía bên bán đó là các mức giá mà bên bán đang đặt ra và để chờ khớp. Còn cái cột giữa cùng ở giữa này là cột khớp lệnh, nó thể hiện cái trạng thái khớp lệnh như thế nào.
Các bạn nhìn vào đây, các bạn cũng có thể thấy được là có một số mã cổ phiếu không hề có một giao dịch nào. Đây ví dụ, các bạn CLW, công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn. Hiện tại các bạn nhìn vào bên mua, không có số liệu nào chứng tỏ là không có nhà đầu tư nào đặt mua ở thời điểm hiện tại. Còn phía bên bán thì hiện tại có một mức giá là 16.300 đồng, tương ứng với mức giá là khối lượng 640 cổ phiếu. Như vậy là không có bên mua thì có bên bán, và phần khớp lệnh cũng không có số liệu nào, thể hiện là chưa có một cái giao dịch nào khớp lệnh thành công. Để có một giao dịch khớp lệnh thành công thì nói chung là phía bên mua và bên bán phải gặp được nhau, tức là có chung phần mức giá, và còn khối lượng thì là khối lượng khớp sẽ là khối lượng thấp hơn của bên mua hoặc bên bán. Tôi ví dụ các bạn, hiện tại cổ phiếu CDO, công ty cổ phần tư vấn thiết kế phát triển đô thị, giao dịch khớp lệnh gần nhất là có mức giá 30.000 và khối lượng là 5.000 đồng. Có nghĩa là cái phần khớp lệnh này được tạo ra do bên mua mua trực tiếp từ phía bên bán, và hiện tại có giá với giá 30.000 đồng thì bên bán đang có dư đặt bán là 1.060 cổ phiếu. Để cổ phiếu này tiếp tục được khớp lệnh thì bên bán và bên mua phải trùng khớp về mức giá. Có nghĩa là hoặc là bên bán sẽ bán một số cổ phiếu nào đấy ở mức giá 29.900 đồng, hoặc bên mua đặt mua một số khối lượng cổ phiếu nào đấy ở mức giá 30.000 đồng một cổ phiếu. Lúc đó sẽ là việc khớp lệnh sẽ được thực hiện. Nên mình mới giới thiệu qua số cái thông số, các bạn nhìn vào các bạn thấy các cái số nó nhảy, không hiểu là như thế nào. Đấy thì cái phần trình bày của mình cũng cơ bản đã phác thảo được ý nghĩa, các cột và các cái chỉ số nó nằm trên bảng giá điện tử này. Tiếp theo là cái phần giá, cột giá. Cột giá này nó sẽ thể hiện ba thông số, là cao, nghĩa là trung bình, thứ ba là thấp. Cao có nghĩa là mức giá cao nhất mà cổ phiếu đó đã giao dịch tính đến thời điểm này. Thấp là mức giá thấp nhất của cổ phiếu đó được giao dịch tính tới thời điểm này, tức là mức giá khớp lệnh. Còn trung bình thì sẽ được tính trung bình theo trọng số của các mức giá đã được khớp lệnh thành công cho tính đến thời điểm này. Đây có một số cổ phiếu thì thể hiện được cái giá trung bình, một số cổ phiếu thì không thể hiện, có nghĩa là chưa có giao dịch. Ví dụ công ty này ANV, công ty cổ phần Nam Việt, hiện tại thì tổng khối lượng giao dịch là không, chưa có một cái lệnh nào được khớp lệnh thành công. Thế tất cả những cái phần cơ bản nhất trên bảng giá điện tử, các bạn có thể nhìn vào, các bạn có thể hình dung được cái trạng thái của từng cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường như thế nào. Có hai cái cột nữa cũng là khá là quan trọng. Các bạn nhìn vào đây thì cột dư này thì nó sẽ có hai mục mua, dư mua. Các bạn kích trỏ chuột ở mũi tên này ra dư bán, thì cái này là cái phần thể hiện khối lượng giao dịch hiện tại phía bên mua đặt mua mà chưa khớp, và phía bên bán đặt bán chưa khớp, tức là nó vẫn còn đang treo trên hệ thống. Cái phần dư mua dư bán này thì thông thường hiện tại
nó chỉ thể hiện ra số liệu ở sàn giao dịch Hà Nội. Còn đây là tôi giới thiệu các bạn, đây là sàn giao dịch Hồ Chí Minh, không thể hiện số liệu này. Ngoài ra thì cái cột cuối cùng bên phải này là DTNN, có nghĩa là viết tắt của đầu tư nước ngoài, nó cũng thể hiện hai cột nhỏ mua và bán. Thì cơ bản là nó thể hiện cái khối lượng mua và khối lượng bán của các nhà đầu tư nước ngoài trong phiên giao dịch. Đây các bạn kéo xuống bạn nhìn thấy một số cổ phiếu, ví như cổ phiếu đây DDC, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng, thì giao dịch đầu tư nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài mua là 23.190 cổ phiếu, còn bán là không có. Thế nên là tất cả những cái thông số cơ bản của các cái cột nằm trên bảng giá hiển thị ra, bạn nhìn vào nó bắt được sơ bộ như thế. Còn tiếp theo mình sẽ giới thiệu một số cái mục phía trên cái bảng giá này, phần trên bảng giá. Thì ở đây các bạn có thể thấy nó chọn từ đây là bảng giá, tức là nó đang hiển thị phần giá giao dịch trên bảng giá điện tử. Còn cái mục bên phải, mục cơ bản bảng giá này có một cái rất là hay, đó là các bạn có thể xem những cái thông tin tài chính của các mã chứng khoán công ty. Tích vào phần cơ bản này các bạn biết được một số thông tin tài chính của công ty. Cái này thì các bạn biết thế thôi, còn sau này chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cụ thể phần này như nào. Còn cái mục bên phải danh mục người dùng, cái danh mục này thì các bạn có thể tạo ra những cái danh mục riêng để mình theo dõi. Ví dụ tôi sẽ đánh vào đây, tôi đang theo dõi riêng của phía Vinamilk, tôi đánh vào Enter. À xin lỗi, cái phần này là cái phần tên danh mục đó. Theo dõi này, mọi người theo dõi Enter. Bây giờ các bạn sẽ thêm mã chứng khoán vào cho mình ở đây, ví dụ Vinamilk chẳng hạn, nó cũng như sữa nào cũng là bảng giá đấy. Hiện tại trên màn hình sẽ hiển thị cái trạng thái giao dịch của công ty Vinamilk. Bạn muốn xem thêm công ty khác, ngân hàng Vietcombank, VCB, vào đấy. Cái phần này để giúp các bạn rút ngắn là cái chiều dài của bảng giá, các bạn có thể theo dõi dễ hơn những cái mã cổ phiếu mình quan tâm. Tiếp theo là cái cột host, mình giới thiệu qua các bạn cái host là bảng giá của các công ty đang niêm yết trên sở dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những công ty đang hiện đang niêm yết và giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Của bên phải nữa HNX là bao gồm những công ty niêm yết và đang giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ở mỗi phần sàn host hoặc là phần HNX sẽ có hai mục khớp lệnh để thỏa thuận. Đây là có hai cái phần giao dịch mình sẽ giới thiệu cụ thể các bạn sau. Hôm nay tìm hiểu cơ quan bảng giá giao dịch đã. Cột mục bên phải upcom, đây là nó sẽ bao gồm những công ty đại chúng chưa niêm yết ở trên hai sàn của sở giao dịch Hồ Chí Minh hoặc là sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, thì được hiển thị ở đây.
Đây là thông thường là những công ty nhỏ mới cổ phần hóa, chưa niêm yết trên hai sàn giao dịch Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được giao dịch ở đây. Ở bảng giá này có một hai mục bổ sung cũng rất hay, bên cạnh của việc thương ngành thì các bạn có thể nhìn theo dõi các mã cổ phiếu các ngành khác nhau mình quan tâm. Ví dụ tôi chọn đây là bất động sản, nó sẽ hiển thị ra tất cả những cổ phiếu thuộc ngành bất động sản đang giao dịch trên cả hai sàn. Hoặc tôi có thể chọn ngành công nghệ, thì tất cả những cổ phiếu nên sách những cổ phiếu thuộc ngành công nghệ đang giao dịch. Mục cuối cùng bên tay phải đấy là đầu tư theo nhóm, bạn kích vào đây tìm ra thì các bạn có thể có cách nhìn tổng quan các cái ngành. Đây là thể hiện cái mức độ biến động, ví dụ đây là cái bên trên cùng bên trái là ngành thép thì thể hiện những tháng tăng 5,1%. Cái phần này các bạn sẽ biết được một cách tổng quan các cái cổ phiếu của các ngành hiện tại đang giao dịch và cái xu hướng hiện tại của cổ phiếu trong cái ngành đấy như thế nào. Các bạn nhìn vào đây có thể biết và đồng thời tham khảo đưa ra những quyết định cho mình nên đầu tư vào lĩnh vực nào đang được thị trường đánh giá cao và có xu hướng tăng trưởng trong thời gian tới. Tuy nhiên đây là cũng chỉ có mang tham khảo thôi, chứ hoàn toàn không có một ý nghĩa là hoàn toàn chính xác. Trên phần đầu tư theo nhóm thì các bạn có thể cứ lợi những một tuần này, các bạn có thể xem được các lĩnh vực nó tăng trưởng như nào trong từng tháng quý một quý, hoặc ở đây là những một năm. Để tất cả những cái phần cơ bản trên một cái bảng giá giao dịch điện tử. Bây giờ mình sẽ hiển thị cái phần mở rộng phía trên này, mình cũng sẽ nói qua cái phần trên này một chút. Cái phần trên này các bạn nhìn vào đây sẽ có 5 chỉ số 3, 4, 5. Như là mình có nói là hiện tại thì có ba cái chỉ số cơ bản. Nhất là đầu tiên chỉ số VN-Index, thứ hai là chỉ số HNX, thứ ba là chỉ số Upcom. Còn ngoài ra có thêm hai chỉ số nữa là VN30 Index và HNX30 Index. Mình sẽ nói sơ bộ qua cái chỉ số này, có thể nắm được một phần. Thứ nhất là chỉ số VN-Index. Chỉ số VN-Index là chỉ số nó thể hiện xu hướng biến động giá của tất cả cổ phiếu niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ số VN30 Index, đây là chỉ số bao gồm 30 cổ phiếu của công ty niêm yết trên sàn HOSE có vốn hóa thị trường và tính khoản cao nhất. Chỉ số HNX Index, chỉ số này được tính toán mức biến động giá của tất cả cổ phiếu giao dịch
chia sẻ giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chỉ số tiếp theo là HX30 Index. Đây là chỉ số của top 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chỉ số Upcom. Đây là tên gọi của thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa nên biết được tổ chức tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hiện nay các bạn cần quan tâm 5 cái chỉ số cơ bản này thôi. Còn các cái con số và thể hiện ở kèm theo các cái chỉ số là như thế này. Mình nói qua một chỉ số, một chỉ số khác tương tự. Ví dụ chỉ số VN Index. Chỉ số VN Index hiện tại có giá trị là 614.614.614.310 dấu mũi tên xanh đi lên này thì có nghĩa là chỉ số này hiện tại đang tăng giá so với chỉ số đóng cửa ngày hôm qua và mức tăng là 2,69 điểm và tỷ lệ tăng là 0,44%. Còn cái số liệu phía dưới đây 34.023.790 cổ phiếu là khối lượng giao dịch hiện tại của chỉ số VN Index cho đến thời điểm này. Và chỉ số tiếp theo, cái số liệu tiếp theo là 621.810 tỷ. Đây là giá trị giao dịch. Giá trị giao dịch thì nó được tính bằng giá nhân với khối lượng của các cổ phiếu. Cái hàng cuối cùng này nó sẽ thể hiện cho chúng ta biết là hiện tại có bao nhiêu cổ phiếu tăng giá. Màu xanh mũi tên lên 109 cổ phiếu tăng giá. Màu vàng là đứng giá, tức là bằng giá tham chiếu, 78 cổ phiếu. Và số cổ phiếu giảm giá mũi tên đỏ xuống là 67 cổ phiếu. Trong cái phần tăng giá thì bạn đi cái con số 8 đóng ngoặc, trong đóng ngoặc này là số cổ phiếu tăng kịch trần, nó 19. Trong phần giảm giá thì các bạn để ý là cái phần trong ngoặc này, số 8 màu xanh nhạt này là số cổ phiếu giảm kịch sàn. Hôm nay tôi cũng quên giới thiệu các bạn cái màu của các cái số liệu trên bảng điện tử này, nó cũng đơn giản thôi. Tức là cái màu vàng này, vàng này tức là nó thể hiện giá tham chiếu, và màu tím là mức giá trần, mức giá cao nhất của giao dịch trong ngày, còn màu xanh nhạt là mức giá sàn trong ngày giao dịch của cổ phiếu đó. Còn ở phiên phần giá khớp lệnh thì màu xanh đậm hơn này là thể hiện cái mức giá cao hơn so với mức giá tham chiếu, còn màu đỏ thể hiện cái mức giá thấp hơn so với mức giá tham chiếu. Ví dụ công ty cổ phần xuất khẩu thủy sản của Long An Giang thì mức giá đang khớp lệnh là 9.300 đồng một cổ phiếu, mức giá này là màu đỏ thì nó thấp hơn so với mức giá tham chiếu ngày hôm nay là 9.400 đồng một cổ phiếu. Tiếp theo các bạn có thể nhìn thấy có 5 cái đô thị ở trên này. 5 đô thị này nó sẽ tương ứng với các chỉ số phía dưới, mỗi đô thị tương ứng với các chỉ số phía dưới, nó thể hiện cái biến động giá ở dạng đô thị của các chỉ số. Cái này thì các bạn có thể nhìn có thể biết được cái sự biến động ở trong ngày giao dịch ở từng chỉ số và cảm nhận được đang chỉ số đang dao động như thế nào, đang tăng hay đang giảm, mức dao động trong ngày như thế nào. Ok,
Hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn tất cả cơ bản những cái thông số, những cái chỉ số ở trên một cái bảng giá giao dịch điện tử, các bạn nắm sơ bộ, và từ đó các bạn có thể là tìm hiểu dần thêm có cái cách giao dịch mua bán dựa vào những cái chỉ số giá dao động này. Thì phần đó sẽ mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Và hôm nay thì các bạn nắm sơ bộ đấy đã, phần cơ bản mình nhìn, để mình nhìn vào một cái bảng giao dịch mình có thể hiểu được hiện tại cái mã cổ phiếu nó đang giao dịch như thế nào, các cái giá mua giá bán cũng phần giá khớp lệnh nó thể hiện như thế nào, thể hiện sự tương quan cung cầu của bên mua bên bán đối với các mã cổ phiếu đó. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong phần video tới. Mình dần dần giới thiệu thêm cho các bạn những vấn đề liên quan khác để các bạn có thể giao dịch mua bán cổ phiếu, cũng như những cái kiến thức các bạn có thể giao dịch cổ phiếu thành công. Tạm biệt các bạn.